Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV 11 ở chương trình với sự phối hợp thực hiện của đài phát thanh truyền hình Tây Ninh và truyền hình tin tức Sài Gòn. Quý vị khán giả thân mến, chương trình thấu lý thấm tình là một chương trình rất đặc biệt được quý vị khán giả vô cùng quan tâm và dành thời gian theo dõi. Và đến với chương trình, chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về luật dân sự trong những buổi trò chuyện cùng với các chuyên gia về luật hoặc các luật sư để từ đây chúng ta có những kiến thức thật cần thiết trong việc giải quyết những sự việc diễn ra thường thấy trong cuộc sống một cách thật là thấu lý thấm tình và theo đúng luật pháp. Và ngày hôm nay, Diễm Loan xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị khách mời quen thuộc của chương trình, đó là luật sư Nguyễn Trung Tính đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào luật sư ạ. À. Cảm ơn luật sư đã đến với chương trình. Vâng, xin chào Diễm Loan và xin chào quý vị. Thưa luật sư, ngày hôm nay thì chương trình nhận được thư của một vị khán giả gửi về chia sẻ về câu chuyện của người thân trong một cuộc hôn nhân và Diễm Loan xin phép sẽ giới thiệu về bức thư này đến với luật sư cũng như là tất cả quý vị khán giả ạ. À. Chào luật sư, anh rể tôi đã bỏ nhà đi từ năm 2020 cho đến nay và mang theo giấy tờ chủ quyền căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, một phần đất tại Vũng Tàu, một phần đất khác ở Phan Thiết và bản gốc của giấy đăng ký kết hôn. Chị tôi và con gái 12 tuổi sống qua ngày dựa vào thu nhập bán tạp hóa tại nhà, ít giao tiếp với xã hội. Nhiều năm nay đã cố gắng liên lạc nhưng không thể tìm thấy chồng. Mới đây thì người quen có gửi cho chị ấy trang Facebook của người chồng, trong đó thể hiện thông tin và nhiều hình ảnh cho thấy rằng anh này sắp đám cưới với một người phụ nữ xinh đẹp và đang làm thủ tục xây nhà trên mảnh đất ở Phan Thiết sau khi suy nghĩ rất nhiều thì chị tôi quyết định ly hôn và chia tài sản chung của hai vợ chồng tuy nhiên hiện nay chị không có giữ bản gốc đăng ký kết hôn không giữ luôn cả giấy tờ nhà đất và không thể liên lạc được với chồng nên không biết phải làm gì để chấm dứt cuộc hôn nhân này để yên ổn tập trung lo cho con xin luật sư tư vấn chị tôi phải làm sao để có được giấy tờ làm thủ tục nộp đơn ly hôn và xin chia tài sản chung Toa nào thì sẽ giải quyết nhanh nhất, tốt nhất với hoàn cảnh của chị tôi nhờ luật sư giải đáp. Xin cảm ơn. Dạ. Và liên quan tới lá thư này thì chúng tôi nghĩ đây cũng là một cái câu chuyện có khả năng sẽ gặp phải trong cuộc sống của rất nhiều quý vị ở đây. Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện cùng với luật sư và tìm ra hướng giải quyết quý vị nha. Thưa luật sư, như vậy để có thể thực hiện thủ tục ly hôn thì các bên sẽ cần phải có những giấy tờ như thế nào ạ? Bàn chú, thấy rằng là theo quy định của luật hôn nhân gia đình hiện tại thì đối với các thủ tục ly hôn thì chúng ta sẽ chia nó thành hai trường hợp khác nhau. Thứ nhất đó là trường hợp mà hai bên đã đồng thuận tất cả mọi vấn đề, tức là vấn đề về ly hôn, vấn đề về con cái, vấn đề về tài sản thì hai bên có quyền là yêu cầu tòa án công nhận cái sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì cái việc yêu cầu công nhận sự thỏa thuận nó sẽ rất là đơn giản và nó sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của hai bên đương sự. Tức là chúng ta chỉ cần nộp một cái đơn yêu cầu tòa án công nhận cái việc thuận tình ly hôn tức là đã thuận tình cái việc ly hôn rồi, đã thuận tình cái việc con cái và đã thuận tình cái việc phân chia tài sản nếu có thì tòa án sẽ nhận đơn là bao gồm đơn rồi đăng ký kết hôn rồi chứng minh nhân dân của hai bên căn cứ công dân của hai bên à, đó là xong. Còn trường hợp thứ hai đó là trường hợp phức tạp hơn à, tức là một trong hai bên không đồng thuận thì lúc này sẽ trở thành câu chuyện là đơn phương ly hôn. Mà khi đơn phương ly hôn thì một trong hai bên phải gửi đơn ra tòa để nhờ tòa giải quyết thì lúc này đơn từ cũng sẽ bao gồm cái đơn yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn thì lúc này cái đơn là chỉ một mình người nào yêu cầu là người đó ký thôi kèm theo những yêu cầu khác ví dụ như có tranh chấp về con thì phải đính kèm theo giấy khai sinh của con à, yêu cầu của cái người khởi kiện là gì à, dứt giành quyền nuôi con hay là yêu cầu cấp dưỡng hay như thế nào đấy còn nếu giả sử như có tài sản tranh chấp thì cũng phải cung cấp cho tòa được là cái chứng thư về tài sản, ví dụ như giấy đăng ký sử dụng nhà đất hoặc là tài sản khác, ví dụ xe, cổ ô tô, tài sản sổ tiết kiệm, chẳng hàng như vậy thì phải cung cấp những cái bản đó cho tòa để trên cơ sở đó thì tòa án sẽ thụ lý và giải quyết thì chúng ta thấy rằng thông thường nếu như mà một trong hai bên không đồng thuận thì cái câu chuyện thời gian giải quyết ly hôn nó sẽ kéo dài hơn à, bởi vì câu chuyện tòa phải là triệu tập các bên lên làm việc, lấy ý kiến, lấy lời khai và có nhiều khi là một trong hai bên họ không hợp tác dẫn đến câu chuyện là cái thời gian giải quyết ly hôn nó sẽ thường kéo dài nếu như hai bên không đồng thuận với nhau. Dạ. Và trong trường hợp của người chị mà vị khán giả đã gửi thư về chia sẻ với chương trình, thì chị ấy phải làm những gì để có thể thực hiện được thủ tục ly hôn với người chồng một cách thật hợp pháp ạ? À? À, thì lúc này thì chúng ta thấy rằng nó cũng sẽ chia hai trường hợp. Trường hợp nếu như mà đơn giản, mà nhanh gọn nhất đó là người khán thính giả này có thể là bằng một cái mối quan hệ bằng một cách nào đó có thể liên hệ được với người chồng bởi vì theo như dự kiện trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là chồng có sử dụng Facebook yeah. và cũng đang có đăng hình ảnh thì có thể là liên hệ với gia đình người chồng hoặc liên hệ với bạn của chồng thử xem là bạn chồng đang ở đâu à, nếu mà thuyết phục được cái anh chồng này ảnh đồng ý ký đơn ly hôn thì cái việc giải quyết ly hôn lúc này nó sẽ đơn giản hơn chúng ta lại quyết ly hôn chúng ta giải quyết vấn đề tài sản mọi thứ bằng hình thức là thỏa thuận thì nó sẽ đơn giản. À, còn trường hợp thứ hai, nếu như anh chồng này à, liên hệ được rồi nhưng mà anh không đồng ý ký đơn ly hôn hoặc thậm chí là rất là khó để mà tìm kiếm liên hệ bên chồng này, thì bắt buộc là phải gửi cái đơn là đơn phương ly hôn. thì lúc này đơn phương ly hôn nó sẽ gặp phải những cái khó khăn. ví dụ như là không xác định được cái nơi ở hiện tại của chồng. vì về nguyên tắc là chúng ta sẽ gửi đơn ly hôn ở cái nơi mà người chồng đang cư trú, đang tạm trú, thì tòa án tại nơi đó họ sẽ có thẩm quyền giải quyết thì trong trường hợp này thì có thể là à, nếu như không xác định được cái nơi cư trú người chồng thì chúng ta có thể là nơi căn cứ cái nơi cư trú cuối cùng tức là trước khi anh chồng anh chuyển đi nơi khác thì cái nơi cuối cùng anh ở là ở đâu ví dụ chúng ta có thể căn cứ vào trong cái nơi thường trú hoặc trong cái sổ hộ khẩu để xác định thử xem là anh ở đâu thì chúng ta sẽ nộp cái đơn à, ly hôn tại tòa đó thì khi mà tòa án họ thụ lý đơn này thì họ sẽ có cái thẩm quyền họ đi xác minh họ xuống tại cái địa chỉ đó thử xem là có anh chồng ở đó hay không nếu mà giả sử không có thì tòa án bằng nghiệp vụ của tòa sẽ tiến hành thủ tục là thông tin thông tin để xem là nếu như anh chồng có mặt ở đó thì về để giải quyết ly hôn còn giả sử như mà trong trường hợp mà vẫn biết anh chồng đang có ở đó hoặc là vẫn biết anh chồng có ở một địa phương khác nhưng anh chồng lại không hợp tác thì lúc này tòa sẽ ra quyết định là giải quyết việc ly hôn này và có thể là không cần thiết phải có mặt anh chồng thưa luật sư, như vậy thì pháp luật sẽ giải quyết về vấn đề phân chia tài sản cho đôi bên như thế nào trong trường hợp này ạ? À? Chúng ta thấy rằng đối với tài sản thì thường chúng ta sẽ phân chia nó thành hai cái loại và hai dạng khác nhau. Ví dụ như là tài sản mà hình thành trước thời kỳ hôn nhân á, thì được xem là tài sản riêng. Hoặc là mặc dù tài sản này hình thành trong cái thời kỳ hôn nhân với nhau, nhưng mà hai bên có thỏa thuận rằng và có đồng thuận rằng đây là tài sản riêng thì cũng mặc nhiên được xem nó là tài sản riêng còn à, tất cả những tài sản khác được hình thành trong thời kỳ hôn nhân thì xem là tài sản chung hết. Thì khi mà giải quyết tài sản chung á thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có hai cái trường hợp, cũng giống như việc ly hôn, à, tức là nếu như hai bên đồng ý đồng thuận với nhau về cái việc thỏa thuận phân chia thì không cần phải nhờ tòa án giải quyết mà hai bên tự đồng thuận thỏa thuận với nhau. Thì cái việc tự đồng thuận thỏa thuận với nhau á nó sẽ mang lại cái lợi ích là hai bên sẽ không mất quá nhiều thời gian để mà nhờ tòa án giải quyết cũng như là không phải tốn tiền án phí không phải tốn tiền thẩm định không phải tốn tiền định giá Đấy. nhưng mà giả sử trường hợp là hai bên không đồng thuận hoặc là hai bên không tìm được nói chung thì chắc chắn là phải nhờ tòa án phân xử tòa án giải quyết thì về nguyên tắc tài sản chung thì hai bên đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau do đó nếu như mà hai bên mà không có chứng minh được ai đóng góp nhiều hơn hoặc là ai có lỗi nhiều hơn thì về nguyên tắc là chia đôi tức là mỗi bên được một nửa nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta có thể thấy rằng à ví dụ như chứng minh được người chồng này là đã bỏ đi từ lâu và hiện tại là đã sống chung với người khác đã chuẩn bị đăng ký kết hôn thì chúng ta có thể chứng minh được lỗi của người chồng trong trường hợp này nên người vợ là có có quyền yêu cầu là mình chia cái phần à, tài sản của mình, mình nhiều hơn ví dụ như sáu bốn bảy ba chẳng hạn như vậy để làm sao mà đòi cái quyền lợi của người vợ trong trường hợp này. Dạ và chia với tỷ lệ là bao nhiêu thì sẽ do tòa quyết định hay sao ạ? À? Dạ đúng, tức là chúng ta thấy rằng khi mà cái người khởi kiện thì họ được quyền yêu cầu, nhưng cái người quyết định cuối cùng là tòa án, dạ. tòa án sẽ có quyền phân xử và xác định để xem là ai có công sức đóng góp nhiều hơn hoặc ai có cái lỗi nhiều hơn, à, dẫn đến câu chuyện ly hôn này thì tòa án sẽ phân xử dựa trên các cơ sở các bên đã chứng minh và chứng cứ tòa án thu thập được. Dạ, và trong trường hợp là người cha đã bỏ, không chăm sóc con mình từ năm 2020 cho đến tận bây giờ thì đứa trẻ 12 tuổi này có cái quyền là chọn lựa ở với mẹ hay không ạ? À? Đối với vấn đề về con cái thì nó cũng là một vấn đề rất là quan trọng trong việc giải quyết ly hôn. Luật hôn nhân gia đình chúng ta có quy định rằng trường hợp nếu như con dưới 36 tháng tuổi thì sẽ mặc nhiên giao cho người mẹ để chăm sóc nuôi dưỡng trừ trường hợp người mẹ không đủ khả năng hoặc người mẹ không có năng lực hành vi dân sự còn đối với con trên 7 tuổi thì khi mà giải quyết việc ly hôn thì bắt buộc là phải lấy ý kiến của con trước tức là lấy ý kiến con là con muốn ở với ai với ai con tốt hơn và phải xem thử điều kiện người đó như thế nào thì trong trường hợp này thì người vợ tức là vị khán giả này cũng có cái quyền là yêu cầu là mình chăm sóc trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng con bởi vì có rất là nhiều lý do thường tiện thứ nhất đó là à, người vợ đã chăm sóc con từ trước đến nay người chồng không có cái trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng nuôi nắng và đồng thời thì đứa bé 12 tuổi này à, tòa sẽ lấy ý kiến của nó thử xem là con muốn ở với ai vợ với ai điều kiện tốt hơn thì tôi cho rằng là trong trường hợp này vị khán thính giả này sẽ có cái ưu thế hơn trong việc tranh giành cái quyền nuôi con dạ và xét lại câu chuyện ngay từ đầu thì chúng ta cũng thấy là người chồng đi vắng một thời gian và bây giờ thì đang có ý định là sẽ kết hôn với một người khác như vậy có yếu tố ngoại tình pháp luật sẽ giải quyết như thế nào trong trường hợp này ạ à, chúng ta thấy rằng thì cái việc mà vi phạm cái chế độ hôn nhân một vợ một chồng hiện nay thì đây là một vấn đề mà pháp luật lên án và sẽ xử lý tùy theo cái tính chất và cái hậu quả xảy ra mà chúng ta thấy rằng có thể xử lý hành chính có thể xử lý hình sự nếu như trong trường hợp này khi mà ly hôn á, thì cái việc mà người chồng ngoại tình được xem là cái yếu tố lỗi của người chồng và tòa án có thể căn cứ dựa trên yếu tố lỗi đó để mà ưu tiên cái quyền nuôi con như người vợ hoặc ưu tiên cái việc phân chia tài sản của người vợ nhiều hơn so với cái phần của người chồng vâng thưa quý vị như vậy câu chuyện của vị khán giả chia sẻ với chương trình ngày hôm nay đã được phân tích một cách rất thấu đáo với phần chia sẻ của luật sư nguyễn trung tính và chúng tôi hy vọng là chương trình thấu lý thấm tình thật sự đã có thể hỗ trợ những thông tin những kiến thức về luật thật hợp lý dành cho tất cả quý vị còn bây giờ thì xin được gửi lời cảm ơn đến luật sư nguyễn trung tính đã đến với chương trình ngày hôm nay Mời quý vị sẽ tiếp tục đón theo dõi chương trình Thấu lý thấm tình được phát sóng mỗi ngày trên kênh TTV 11 để chúng ta cập nhật thêm những thông tin về luật dân sự của quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.